quan một mô hình, đó là mô hình thêu tay thổ cẩm của chị em phụ nữ người dân tộc Hơ Mông ngay tại huyện Tủa Chùa của tỉnh Điện Biên. Đây là một loại sản phẩm mà đang được du khách người nước ngoài cũng như là các bạn trẻ ở các thành phố lớn đang rất là yêu thích. Mời các bạn chúng ta sẽ cùng tham quan nhé. Và cà tấu này là cái dây áo như thế này này. Đấy, là cái mố này. Đấy, từng cái đem chế biến như thế này. Và đấy. Đúng rồi, này. Mình rất vào từng cái này. Tủ truyền tủ hợp tác theo truyền thống của Nguyên Mông, xã Xính Phình, huyện Tủa Chùa. Thì cái sản phẩm theo truyền thống của mình thì từ hồi xưa mà bố mẹ cũng là dạy cho mình, là từ lũ nhỏ mà mình cũng có một cái váy này, áo như thế này này, toàn là theo tay hết tất cả. Cái máu này rất là đẹp, mà cái máu này thì tôi cũng theo ý của các đơn đà hàng thì họ cũng thích làm như thế nào thì mình theo làm như thế đấy cho họ, cho nó họ yêu thích. Vâng. Các bạn, đây là chị Mẩy, là tổ trưởng của tổ thêu ma thêu tay tại tủa huyện Tủa Chùa của tỉnh Điện Biên, và đây là những cái sản phẩm rất là đẹp. Đây các bạn này, đấy, những cái chi tiết được làm bằng tay rất là đẹp. Đó, còn đây là cái dây buộc tóc này các chị em này. Đó, đây là dây buộc tóc nhá. Đây, thế còn đây là cái để đeo vào tay này, chị có thể là đeo. Đây này các bạn này, đấy, đeo vào tay để trang trí như này, chị đeo thử cho em xem. Nó là hạt cườm đúng không? Đúng rồi, hạt cườm là cái cườm là cái mảnh mảnh. Nhưng mà ví dụ như là khi mình tắm xong thì mình sẽ phải tháo ra đúng không? Mình phải tháo ra thì mới máy tắm. Đây các bạn này, đấy. Đấy, đây là hạt cườm nhá, cườm đeo tay này đấy, các bạn thấy không? Hạt cườm đeo tay nó chỉ có một mẫu này à chị hay còn nhiều mẫu? Nhiều mẫu. À, đây nữa đúng không? Đúng ạ. Nhiều loại. Vâng, thế loại này thì bao nhiêu tiền hả chị? Đây là 30.000 À. Thế các chị đang bán được những loại nào nhiều? Cái lợn này nhiều. À, rồi ok chị, đẹp quá nhỉ? Vâng. Nhưng mà có khách tay thì họ rất là thích vào cái hạt cườm như thế này. Mà lợn nào thì theo màu thì màu đấy thôi. À. Mà có hàng đẹp như thế, mà có hàng mà bán lẻ thì mới phải làm như thế. Chứ nó có cái vòng mà hình như là đeo sát vào cổ nữa đúng không? Có cái loại mà đeo sát vào cổ như này, còn cái này là đeo dài này đúng chưa? Đúng không ạ. Đây, cái này là đeo dài thế này đúng không? Đúng. Đấy, đây là đeo dài nhé các bạn nhé, như dây chuyền ấy. Đấy, như dây chuyền của chúng ta này. Đây. À, rồi ok đây. Chị. Vâng, rồi rất là đẹp. Đó các bạn ạ, như vậy là chị Mẩy với cái mong muốn là được giữ lại những cái thêu tay, những cái nghề thêu tay thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc của chính mình. Và chị có mong muốn được đưa cái sản phẩm này đến với lại du khách khắp nơi. Và cái mơ ước của chị và cái khao khát của chị là còn muốn xuất khẩu cái sản phẩm thổ cẩm này đến với lại du khách ở nước ngoài nữa các bạn ạ. Hãy chung tay lan tỏa, chia sẻ cái video này để cái mơ ước của chị Mẩy được trở thành hiện thực các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình lần sau. Dạ, ok chị, đẹp quá.